Thôi anh xin lỗi kẹo của em nè. Trời, con cây kẹo mà muốn tao hết giận hả? Đừng có mơ. Thì em cứ lấy đi rồi biết.
Kangaroo. Máy lọc nước phải là Hydrogen. Luôn trời, tuyệt vời luôn á trời. Quá trời. Con đứa đẹp phải quay nè. Ông quay. Hả? Bạn dùng bản Dương Ly có thể biết thằng trong viên tốc độ di chuyển và đối phương đang đi đâu. Wow, hay á, hay á. Mày coi tao có cách dùng máy này nè. Chụp cho Ly coi mới được. Hả? Dùng bản Dương Ly có thể nhắn tin nữa làm trực tiếp kèm theo những emoji dễ thương. Hai đứa là gì vậy? Chuyện chưa có xong đâu. Ủa, ông là bạn biết hả? Sao nhìn khác hoàn toàn vậy? Tôi cảm ơn nha. Ê, hôm nay lấy hồi đi chơi với tôi đi. Để tôi ăn bánh á, chỉ cần ăn thôi. Đã có kết quả đó, có bài kiểm tra vừa rồi. Các em nghĩ ai sẽ là người đứng đầu? Trời ơi, còn ai còn có cái này nữa? Cái kia phải là giàu rồi. Người có kết quả kiểm tra cao nhất lần này đó chính là học sinh mới. Thế mà phục hay không phục thì kết quả nó cũng như vậy rồi. Chấp nhận đi. Tao thấy mày gây với tao nhiều lần rồi. Sao? Mày muốn giành chút với tao cái gì? Tránh ra. Mày tưởng mày là ai mà ra lệnh cho tao? Lâu rồi chưa khởi động. Hôm nay sẽ cho mày biết đây. Ê, dạo này tôi thấy mặt của bằng hết bụng rồi đó. Bà biết cũng xài gì không? Sao vậy? Thì tôi dạo này á học bài rất khuya quá, lên bụng lum nè. Cứ xài thử á. Nè. Ủa? Kem bụng thảo dược HP hả? Cái này có tác dụng giảm mụn và trị mụn với các loại mụn như cằm, rìa má hay là mụn nằm dưới da cũng rất là hiệu quả. Ngoài ra còn ngăn ngừa nhăn mụn mới và giảm sưng, mụn viêm nữa. Ủa? Còn bằng đâu mà ta? Nãy tôi thấy vào kéo bằng ra ngoài nói gì á? Cái gì? Tiêu rồi. Gì? Gì tiêu vậy? Bò mày nó giờ tao tin luôn á.